Nghề này bây giờ mới là nghề hot này. Sinh viên ra trường mẹ cứ đi học mấy cái đại học ra không kiếm được việc làm, mấy ông này làm không hết việc này. Thế nên anh em mà muốn sau này mà có cơ nghiệp là phải bắt chiếc mấy cái ông này này. Ông nào cũng đi vào đại học rồi xin cái việc làm kỹ sư rồi kia, xin lỗi đi, ông này, mấy ông này chắc chẳng đại học gì đâu. Có anh em nào học đại học không? Tỷ giá hối đoái won trên USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 23 tháng 6 ở mức 1.301,8 won đổi 1 đô la Mỹ, tăng 4,5 won so với phiên trước. Đây là tỷ giá cao nhất trong vòng 12 năm 11 tháng kể từ sau tháng 7 năm 2009. Tỷ giá hối đoái tăng được phân tích là bởi tâm lý trụ tài sản an toàn gia tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell công nhận khả năng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong phiên điều trần tại Quốc hội đêm ngày hôm trước giờ Hàn Quốc. Ngay sau khi có tin tỷ giá won trên USD được giao dịch ở ngưỡng 1.300 won đổi 1 đô la Mỹ, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Ki-ung họ khẳng định sẽ nỗ lực để ổn định thị trường ngoại hối tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp diễn ra vào sáng cùng ngày. Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc KOSPI và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đồng loạt lao dốc, hai ngày phiên liên tiếp xác lập mức thấp kỷ lục trong năm. Chỉ số KOSPI kết phiên ở mức 2.314,32 điểm, giảm 28,49 điểm so với phiên trước, 1,22%. Đây là chỉ số đóng cửa thấp nhất trong vòng 1 năm 7 tháng sau mức 2.316 điểm phiên giao dịch ngày 2 tháng 11 năm 2020. Các tổ chức đầu tư đã mua vào 926 tỷ won, 710,9 triệu đô la Mỹ, nhưng nhà đầu tư cá nhân và người nước ngoài bán dòng 671,4 tỷ won, 515,4 triệu đô la Mỹ và 296,3 tỷ won, 222,5 triệu đô la Mỹ, kéo chỉ số giảm điểm. Chỉ số KOSDAQ đóng cửa ở mức 714,38 điểm, giảm 32,58 điểm, 4,36%, hai ngày liền có mức giảm ở ngưỡng 4%. Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất trong năm, cũng là thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 năm 2020, 693,15 điểm. Trên sàn KOSDAQ, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75,9 tỷ won, 58,2 triệu đô la Mỹ, nhưng nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 64,2 tỷ won, 49,3 triệu đô la Mỹ và 1,4 tỷ won, 1 triệu đô la Mỹ. KBS 뉴스 정재우입니다.